Xin chào tất cả mọi người. Có nhiều người chưa biết tên mình. Mình là Hoàng, chủ của trại chó Rubelio TV. Thì hôm nay làm cái video này giới thiệu sơ qua một chút về trại chó giống Rubelio TV cũng như là kênh YouTube Rubelio TV. Xin lỗi nè. Sơ qua một chút về cái kênh Rubelio TV, kênh YouTube. Thì ban đầu mà mình làm cái kênh YouTube Rubelio TV ấy là cái mục đích của mình có mấy cái mục đích. Một là quay giới thiệu các cái con chó Rottweiler thuần chủng để cho mọi người thích cái giống Rottweiler của Đức thì mọi người có thể xem được các cái hình ảnh của con chó Rottweiler thuần chủng chứ không phải là các con chó Rottweiler đã bị lai tạc, cũng như là xem video và cảm nhận về cái tính cách của cái giống chó này. Đấy là cái mục đích đầu tiên khi mà mình làm cái kênh YouTube Rubelio TV. Cái mục đích thứ hai khi mà làm kênh YouTube Rubelio TV này là gì? Là muốn chia sẻ với mọi người những cái về chăm sóc, những cái về nuôi chó, những cái rất là bình thường thôi, về chăm sóc nuôi chó, phòng bệnh, rồi chữa một số cái loại bệnh đơn giản hay là chế độ dinh dưỡng này kia, những cái thứ mà mình làm mà mình nghĩ là nó tốt cho con chó. Và ở trên thực tế cái trại của mình làm những cái về dinh dưỡng, về chăm sóc mà thực tế trại Rubelio TV mình làm để mọi người có thể tham khảo, như là một cái cách trong rất nhiều những cách. Có thể cái cách mà mình chia sẻ có thể nó là cách rất là tốt, hoặc có thể nó cũng chỉ là cách trung bình thôi, nhưng mà mình thấy tốt, ok, và mình đang dùng và mình thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ cho mọi người. Cả về chăm sóc, cả về bệnh dịch. Chứ còn những cái người mà chăm chó giỏi ấy, có rất nhiều người chăm chó giỏi. Cái trại của mình nó là một cái cách chăm thôi, thì để mọi người tham khảo, ok. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là mình muốn chia sẻ những cái hình ảnh mà mình chăm sóc những cái con chó của mình rất là thực tế, cái cách đối xử với con chó như thế nào, và cái cách con chó nó đáp lại với mình như thế nào, để mọi người có thể xem, cảm nhận và tham khảo. Sẽ có rất nhiều những cái khu vực là có thể các bạn sẽ bị người này nói, người kia nói vì các bạn là xoa vuốt con chó này kia. Đấy thì là mình cũng muốn chia sẻ những cái hình ảnh mà thực tế mình nuôi những con chó của mình. Mình cũng hay xoa vuốt chúng nó như vậy, để mọi người có thể thấy được là cũng có một cái người cũng như là mọi người, những cái người mà yêu chó. Đấy là có ba thứ mà khi mà mình làm cái kênh YouTube Rubelio TV này là cái mục đích của mình hướng đến. Thì cái kênh làm đến hôm nay là được sang năm thứ ba rồi, nhưng đến hôm nay mới làm cái video này, vì là cứ khất lần định làm nhưng mà rồi lại thôi. Thì và còn cái mình muốn nói đến ở cái video này nữa là khi mà mình chia sẻ các cái video về chó giống chó Rottweiler này, về chăm sóc, về phòng bệnh, rồi về rất nhiều thứ ấy, thì nó có mấy cái vấn đề. Một là khi mà mọi người có các con chó nó bị làm sao đấy, là mọi người hay bình luận, mọi người hỏi, hoặc mọi người hỏi qua Zalo trại hay là qua bình luận dưới video, thì mọi người hỏi thì nó có cái là mọi người phải nhớ là gì. Là những cái vấn đề về bệnh thì mọi người phải nhờ đến bác sĩ thú y, nhất là những cái trường hợp mà nó theo kiểu cấp cứu, mọi người không thể chờ vào cái việc bình luận được. Bởi vì một là mình, nếu mình nhìn thấy ấy, cái bình luận của mọi người thì mình cũng sẽ hồi âm thôi, nhưng mà mình hồi âm ở trên cái tinh thần là mình là một cái người nuôi chó thôi, mình không phải bác sĩ thú y mọi người nhé. Bản thân trại mình cũng phải có một đội bác sĩ thú y. Những cái gì mà mình chia sẻ được thì mình sẽ chia sẻ. Còn các cái thứ về bệnh tật tốt nhất là các bạn sẽ phải nhờ đến bác sĩ thú y. Các thứ về các bạn có thể có thắc mắc về cái việc chăm sóc dinh dưỡng hay là này kia thì mọi người tham khảo các cái video mà mình đã chia sẻ. Bởi vì trại thì chia sẻ rất nhiều cái video liên quan đến cái vấn đề chăm sóc chó này kia, tất cả mọi thứ về chăm sóc con chó hay là về cái cách tiếp xúc với con chó,
ăn uống, cách tiếp xúc phòng bệnh rồi này kia, rất nhiều là đều có chia sẻ rồi. Thì mọi người mà quan tâm thì mọi người trên cái tinh thần của chúng ta là tự tìm hiểu qua các video. Bởi vì trại thì cái việc mà quay video như mọi người xem ấy là hoàn toàn là mình quay video thực tế thôi, chứ mình cũng không có thời gian để mà dàn dựng, để mà đạo diễn chỉnh sửa này kia, không có thời gian. Bởi vì mình cũng là một cái người sống thực như là các bạn, và mình ngoài cái công việc kinh doanh ra thì mình còn chăm một dàn chó này, chứ không phải là công việc này, gia đình này, và mình chăm sóc một dàn chó đấy như là các cái video mọi người xem. Các bạn có thể chăm một con thì mình chăm rất nhiều con, cho nên là cái thời gian ấy để mình trả lời mọi người nó có thể là nó sẽ lâu, hoặc có thể nó có một số bình luận là mình sẽ không trả lời, thì mọi người cũng hết sức thông cảm về cái việc ấy. Về mọi người nhớ là về cái vấn đề thú y thì mọi người nên hỏi ý kiến bác sĩ thú y, còn các cái vấn đề về chăm sóc, về phòng bệnh, về nọ kia thì mọi người tự tìm hiểu ở các video mà trại đã post để mọi người tham khảo. Bởi vì những cái gì mà mình đã post video lên đấy là những cái thực tế ở trại mình làm. Để mọi người mà quan tâm đến cái cách chăm sóc con chó của trại hay là như thế này như kia thì mọi người sẽ tham khảo ở trên các video. Có cái gì chưa rõ thì chúng ta có thể bình luận, chúng ta hỏi. Mình có xem một cái bình luận gần đây là bạn ấy hỏi là gì, anh Trâm hỏi nuôi chó như thế nào để chó không bị bệnh. Đấy, những cái câu hỏi như thế thì thực sự mà nói nó không để giải quyết cái vấn đề gì cả, gọi là hỏi cho vui. Mình biết là rất nhiều người là cũng xem, cũng tham khảo, cũng biết được rất nhiều thứ về chăm sóc con chó qua các cái video của trại mình, và cái đấy là mình rất là vui, cũng là một cái động lực. Và đấy cũng là một trong những mục đích mà mình chia sẻ cái các cái video chăm sóc chó ở trên kênh Rockwell TV, để mọi người có thể có một cái chỗ thực tế, mọi người tham khảo cái cách chăm sóc thực tế. Nó ngược lại với cái giai đoạn khi mà mình nuôi năm 2014 là mình bắt đầu nuôi Rottweiler. Thì khi ấy tìm ở các cái thông tin để mà tham khảo không có. Thì rồi khi đến khi mà mình nuôi rồi, đến khoảng năm 2016 là mình bắt đầu mình có đăng video, nhưng mà thực sự là cái việc mà đăng video nó cũng rất mất rất là nhiều thời gian. Do cái công việc đặc thù, công việc lúc bây giờ là nó bận mãi, thành ra là đăng một thời gian rồi thôi rồi bỏ. Và đến năm 2018 mình mới quyết định là đăng lại các cái video để cho mọi người xem. Thì đấy là một là về vấn đề thú y, là mọi người lưu ý là thú y nên hỏi bác sĩ thú y. Các vấn đề mà mình chia sẻ được thì mình đều chia sẻ trên các video rồi. Còn cái gì mà xem về mình chia sẻ đấy mà các bạn chưa được rõ thì các bạn sẽ hỏi ở dưới các cái video đấy. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến chó con. Chạy cho giống mình ấy, thì có cung cấp con giống bán cho con. Thì rất nhiều bạn có những cái câu hỏi là chó của trại có giấy hay không, hay là chó của trại giá bao nhiêu. Thì đầu tiên là chó của trại mình có giấy hay không, thì ở đây mình nói luôn với các bạn là tất cả các con chó con của trại nhà mình đều là chó giống có giấy khai sinh, gia phả. Trại mình không nuôi chó không giấy. Chó không giấy nếu có là chó của một người phân phối thôi. Ok thì mình có thể mình giới thiệu thế này thế kia. Nhưng ở cho các con chó con của trại, những cái video về chó con của trại là tất cả mọi người mặc định đấy là chó có giấy tờ. Chó không có giấy tờ mình không đăng video ở trên kênh Rockwell TV, ít nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là chó con có giá bao nhiêu, thì mình đã có một cái video là nói về giá con chó con, một video riêng, mọi người tìm ở trên kênh, mọi người tìm giá bán chó con Rockwell TV nó sẽ ra ngay cái video đấy để mọi người tham khảo. Và cái cách mua con chó con thì cũng có một cái video về cái cách mua rồi. Và các cái về vấn đề mà mình hướng dẫn chia sẻ về cái chăm sóc hay này kia thì mọi người xem video đi. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người nhớ là những người mà nuôi chó con của trại nhé, tức là mua con chó con của trại, thì mình cũng sẽ bảo những cái người chủ chó con ấy là xem các video mà đã post ở trên kênh.
là đấy là những cái hướng dẫn mà mình hướng dẫn cho cái người mua con chó con của trại mình để chăm con chó cho nó tốt. Thành ra là khi mà các bạn nuôi một con chó con không phải của trại nhà mình thì mà các bạn muốn tham khảo thì các bạn cứ tham khảo đi, bởi vì cái đấy là những cái thực tế mà mình muốn hướng dẫn cho những người mua con chó con của nhà mình chăm. Thực tế mình cũng chăm như vậy. Thì về các cái vấn đề chăm sóc này kia thì mọi người chịu khó mọi người xem ở trong các video, hạn chế hỏi những cái câu hỏi mang cái tính chất nó chung chung, nó không có câu trả lời. Có một câu mà các bạn hay hỏi là trại chó mình ở đâu, thì trại chó Rockwellergovi ở Hoàng Mai, Hà Nội mọi người nhé. Ở trong cái phần giới thiệu kênh thì đã nói rõ rồi, nhưng mà ít người để ý thì trại chó Rockwellergovi ở Hoàng Mai, Hà Nội, và số điện thoại của trại thì dùng một số điện thoại duy nhất thôi, có kèm Zalo là 0981115000. Các bạn mà thích cái giống Rockwellergovi này thì các bạn cũng có thể kết bạn Zalo để xem ảnh để theo dõi các đàn chó con. Và các bạn đừng add Zalo của trại để mời chơi game nhé. Rất nhiều bạn là add cái bạn rồi mời chơi game, thực sự là nó rất là phiền, bởi vì một ngày mình có rất nhiều cái tin nhắn mà cái tin nhắn để trả lời, mà cứ mỗi một lần mà nhìn thấy một cái tin mời chơi game là nhìn trông nó bực bội lắm, mất thời gian, mà không lẽ là lại xóa luôn cái bạn đấy của các bạn đi, cái bạn là các bạn rồi, các bạn mời chơi game một lần hai lần lại xóa luôn các bạn đi thì nó không đáng. Là mọi người lưu ý nhá, mọi người không mời chơi game kết bạn để mọi người có thể theo dõi các cái đàn chó con, hay là theo dõi các cái vấn đề liên quan của trại Rockwellergovi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, xem các cái video và để lại các cái bình luận khích lệ Rockwellergovi cũng như là góp ý cho Rockwellergovi trong thời gian vừa qua. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.